Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, mình xin được chia sẻ với các bạn một tính năng rất hữu dụng trên những modem camera hành trình của Web Vision như N93, N93 Plus, N93X, A69, M39 và mới nhất là modem M39X. Đây đều là những modem được trang bị hai camera, bao gồm camera trước và camera phía sau để ghi hình đồng thời phía trước và phía sau xe. Nhờ trang bị camera thứ hai phía sau xe, Web Vision đã tích hợp thêm cho những chiếc camera này công nghệ Streaming Media DVR. Công nghệ này thì giúp tự động chuyển camera phía sau thành camera lùi, đồng thời hiển thị thước lái trên màn hình của thiết bị, hỗ trợ bạn lùi xe chính xác và an toàn hơn. So với việc bạn phải bỏ vài triệu đồng chỉ để lắp một camera lùi kèm màn hình hiển thị trong xe, giờ đây cũng với mức chi phí tương đương, bạn chỉ cần sắm một chiếc camera hành trình trong danh sách mình đã nêu ở đầu video là đã có sẵn tính năng của một chiếc camera lùi rồi. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé! Đó, các bạn có thể thấy, khi cài số lùi, màn hình sẽ tự động hiển thị camera phía sau và khi trả số lùi hết thì thiết bị tự động chuyển về chế độ hiển thị bình thường. Tất cả quá trình đều diễn ra tự động, chúng ta không cần phải thao tác gì trên thiết bị cả. Chất lượng hiển thị của những chiếc camera Web Vision tốt hơn rất nhiều so với những chiếc camera lùi chất lượng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đồng thời, sản phẩm còn được trang bị thêm nhiều tính năng khác như hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, bản đồ hướng dẫn bằng giọng nói tiếng Việt, kết nối 4G tốc độ cao và chạm phát Wi-Fi, thiết bị giải trí trung tâm đa phương tiện với hệ điều hành Android và màn hình cảm ứng kích thước lớn, v.v. Web Vision M39X có camera phía sau góc rộng 140 độ và khẩu độ lớn. Nhờ đó, camera có thể thu được hình ảnh tất cả các làn đường phía sau, giúp bạn quan sát phía sau xe một cách tổng quát, loại bỏ những điểm mù, giúp lái xe an toàn hơn. Mình đang di chuyển trên đoạn đường có 3 làn đường lớn, camera thậm chí có thể thu được hình ảnh của các làn đường phía bên chiều ngược lại luôn. Khẩu độ của camera lớn giúp chất lượng quay ban đêm rất tốt. Các bạn có thể quan sát trên màn hình chất lượng thực tế quay ban đêm của M39X rất sắc nét, rõ ràng là không kém gì ban ngày. Bầu trời tối đen được đẩy sáng lên, trông giống trời buổi chiều nhờ công nghệ tăng cường độ sáng. Ngoài việc sử dụng gương chiếu hậu như một chiếc gương thông thường, thì trên chiếc M39X của chúng ta có thể bật camera sau lên để có một cái nhìn toàn cảnh rõ nét hơn như thế này. Chúng ta có thể điều chỉnh được góc độ của camera. Các bạn thấy không ạ? Góc nhìn của M39X rất rộng. Chưa một sản phẩm nào có thể làm được điều tương tự như Web Vision M39X. Sở hữu ngay các sản phẩm camera hành trình hàng đầu của Web Vision để nhận được những ưu đãi có 102 như dùng thử miễn phí 7 ngày, bảo hành 2 năm, lỗi 1 đổi 1 trong năm đầu tiên và nhiều quà tặng giá trị khác. Liên hệ ngay hotline 1900 0388 hoặc đến trực tiếp các cơ sở của Web Vision Việt Nam, miền Bắc số 33 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, miền Nam số 232/17 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và hơn 300 đại lý trên toàn quốc. Danh sách đại lý xem tại www.webvision.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.